Thánh Antôn Maria Zacharia. Thánh Antôn Maria Zacharia sinh năm 1502 tại Cremona. Cha ngài mất sớm, mẹ ngài, người quá phụ trẻ tuổi, không còn biết tới hạnh phúc nào hơn trên trần gian là đào tạo tâm hồn người con nhỏ của mình. Thấy con thích làm việc hơn là chơi giỡn và biết kiên trì hy sinh hãm mình, bà rất mừng rỡ. Chính bà cũng phát huy tình bác ái đối với người nghèo khổ, làm gương cho con. Thành Cremona, nơi Antôn sinh trưởng, vừa mới hết chiến tranh. Sau cuộc chiếm đóng của người Pháp, dân thành lại phải chiến đấu với Ludovico Sforza. Tình cảnh thật khốn khổ. Ngày kia, trên đường về học, cậu bé Antôn đã cởi tấm áo thêu của mình cho người nghèo mặc. Thấy vậy, người mẹ đã âu yếm ôm con vào lòng. Từ đó, Antôn xin cho con được ăn mặc bình thường, có khi còn nhịn phần ăn cho người nghèo nữa. Thân mẫu Antôn đã chọn cho ngài những bậc thầy nổi danh về văn chương Hy Lạp và Latin. Vào tuổi 15, Antôn đã theo môn triết học ở Pavia, rồi lại theo đuổi y học ở Padua. Ở đại học, người ta chế nhạo nếp sống nghèo khó của ngài. Tốt nghiệp với cấp bằng tiến sĩ ưu hạng, ngài được rất nhiều khách hàng tín nhiệm. Nhưng đây lại là thời Lutero nổi dậy. Antôn bỏ nghề thuốc để theo môn thần học. Antôn Zacharia bắt đầu tụ tập trẻ em lại. Ngài nói cho chúng nghe về các chân lý cao trọng. Cha mẹ chúng cũng thường tới nghe dạy. Họ nói: "Nào chúng mình đến nghe thiên thần của Chúa." Tay cầm thánh giá, thánh nhân rảo qua khắp các đường phố nói về ơn cứu chuộc và việc thống hối. Nơi nào bị chế nhạo, bị sỉ nhục, ngài càng năn lui tới hơn. Năm 1528, lúc được 26 tuổi, Antôn được thụ phong linh mục. Ngài đến ở Milan, thăm viếng các người đau khổ trong các nhà thương, nhà tù, nơi các xóm nghèo. Các nghĩa cử ngài đã làm mang lại cho ngài danh hiệu người cha dân tộc. Ngài ngồi tòa hàng giờ để phục sinh các linh hồn. Ngài chống lại phái thể phản và đối đầu với bất cứ ai muốn tấn công đức tin tinh tuyền. Cha Antôn có hai người bạn tông đồ là Marisa và Ferrari. Đức Giáo Hoàng truyền cho các ngài lập một hội dòng mới, các tu sĩ dòng Thánh Phaolô. Các ngài được trao cho việc coi sóc thánh đường Thánh Bạc-na-bê, nên người ta gọi các ngài là các cha Bạc-na-bê. Thánh Antôn Maria Zacharia thường nói với các môn sinh: "Đặc tính của những tâm hồn đại lượng là phục vụ không mong phần thưởng, chiến đấu không chờ lương bổng. Hãy tiến tới không ngừng và hướng tới sự hoàn thiện cao cả hơn. Hãy nói với Chúa Giêsu bị đóng đinh về tất cả những gì bạn thấy và lãnh ý người, cho mình và cho người khác." Ngài dạy họ phải quen với những phỉ báng khinh miệt, nhưng không làm như vậy được nếu không hướng trọn ý tưởng về với Chúa. Và nếu kinh nghiệm chưa nên của ăn nuôi sống linh hồn, các linh mục và cả giám mục chăm chú nghe lời ngài. Cuộc cải tổ hàng giáo sĩ đã bắt đầu. Chiều về, anh em họp nhau lại để thú tội. Thánh nhân còn dẫn anh em rảo qua đường phố bằng cách phát thánh giá mà rao giảng. Họ còn tự động cột dây vào cổ, làm những việc nặng nhọc, trong khi một số khác đi ăn xin cho người nghèo. Thấy vậy, nhiều người thống hối và cải thiện đời sống. Thánh Antôn còn cổ động lòng sùng kính thánh thể khuyên năn rước lễ hơn. Thời đó, người ta chỉ rước lễ 1-2 lần trong năm. Trước sự đổi mới này, nhiều người coi sự nhiệt thành của ngài là cuồng tín dị đoan. Thánh nhân vẫn an lòng và cảm nghiệm điều ngài thường nói:
bạn sẽ được thâm nhập vào Chúa đến độ không còn lo tưởng đến những sự trên thế gian này nữa. Năm 1530, Ngài giúp nữ công tước Torelli thành lập một hội dòng nữ. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ ba đã chuẩn y hội dòng này và đặt tên là Dòng Chị Em Các Thiên Thần. Năm 1536, cha Anton Zaccaria từ chức bề trên nhà dòng mà Ngài đã giữ từ đầu để đi truyền giáo. Ngài rao giảng phúc âm và giải hòa các cuộc tranh chấp. Công việc thật bề bộn, không thể lường trước được. Do vậy, thánh nhân vẫn trung thành với tác vụ, các cuộc tĩnh tâm và thư tín. Tuy nhiên lần này, tại Uustala, thánh nhân đã kiệt sức. Xa các môn sinh, Ngài lui về với thân mẫu. Bà khóc lóc khi thấy con, nhưng Anton nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Chẳng bao lâu rồi, mẹ cũng được vui mừng với con trong vinh quang bất tận mà bây giờ con đang tiến vào." 3 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 1593, linh mục trẻ 36 tuổi, Anton Maria Zaccaria, thở hơi cuối cùng trong tay mẹ hiền. Thánh Anton Maria Zaccaria là mẫu gương cho chúng ta về nhiệt huyết tông đồ. Xin Chúa ban cho chúng ta cũng biết noi gương thánh nhân, luôn hăng say nhiệt thành trong cuộc truyền giáo.